Để mở cái quạt lên. Rên tôi thấy cái ổ không có xé. Ổ xé là có ớt. Nè, sứ của Mỹ. Trời ơi, hai thằng mang 6 ổ mì dữ vậy. Người em mình em mấy ổ? Một ổ này với... ba ổ đó hả? Sợ luôn á. Ăn dữ vậy. Làm có con đêm mà ăn gì vậy sao không nuôi nổi. Ăn gì mà chưa bắt vớ vậy. Ủa kiếm cái gì ta? À đây. This is LED full color. Đây là LED full color. Đói quá. Bây giờ ở bên Mỹ là 9 giờ sáng. Quánh là 12 tiếng luôn á, ở bản nào? Dạ. Bang hả? Này là bang California. Hai người ăn 6 ổ bánh mì thức ăn đêm mà ăn dữ nha. Nhạc gì vậy? Máy cắt. Hả? Máy cắt. Em em hả hả nói gì nói gì đâu ông có đem gì đâu hả đấy, con nó dịch lại con nó nói đem chứ chút xíu nữa đem ngân hàng mới cắt có micro nó ra không đâu hả ngân hàng nó cắt ra rồi không không pin không hàng mới cắt mới khoan cái phần pin luôn bê tông luôn bê tông
không mà... Ờ đúng rồi, máy khoan phải cho nhiều đó, tại vì mình đem là mình làm nhiều quá, nhiều người lắm á, 8 người làm á, ngoài 5 người nữa hả? Ngoài 5 người nữa, chết bà bụi vô mắt rồi. Tấm mica này chỉ có 2 ly à, 2 ly. Chấm cái máy CNC nữa. Đem về rút nữa nha em. Có này hả?